Rồi, trưa video trưa hôm nay mình chia sẻ cái video này là hai cái mic hàng đại cho các bạn nha. Một cái nó đẻ nơ hết rồi thì cũng cái đấy là do bạn mình canh đỡ bán bét, nhưng mà bây giờ nó nắng, thời tiết ở Bình Định nó đang bung rồi thì nó cái đấy là nó nở nhiều, còn cái này là nó chưa nở. Cái này thì miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam là ok nha anh em. Đó, búp xanh nó là nó bắt đầu nó lấm phúng lên rồi này. Mấy cái đây là bắt đầu là bung giá trấu rồi, các nụ nó cũng lớn rồi. Rồi bây giờ cái đây là cây đầu tiên trong video đó, mặt tiền của nó đây. Cái này là cây như thế nào bạn? Bạn mô tả cái cây này đi. Cái này là cây cúc rin huyết long. Đây có lọc non đây, rõ ràng lên cây nha mọi người nha. Rồi ok, cúc rin huyết long. Rồi bây giờ bạn đo chiều cao tán rộng và hoành thân hoành củ. Cái này nằm chậu lọt lòng chắc tầm quá lớn luôn nè. Rồi đứng đứng lên bạn cứ đo sao không lấy thước kia đâu, cao tầm báo luôn đi. Hơn mét rưỡi hầu báo rau rau mét rưỡi thôi cho chẳng đưa mình kéo đồ rộng tán. Thì trước thì cũng chia sẻ cho anh em, sau anh em nào có thiện chí có điều kiện muốn mua giao lưu thì tán ngang mình cũng giao lưu. hơn 1,5 m hết thước. Rồi, hoành thân này mình bắt đầu là mình đưa camera vô cận cảnh luôn nha. Nãy mới đo 30 chứ chắc giờ đo ốm hơn quá. Rồi ok, nhiêu 29 trưa là nó tụt vô xuống lại chứ sáng nó nở ra. Rồi đo cô ấy, cô đạch bạn, cô đạch đang xù này. 53 52 à, 52 đã đế không? Không, đỡ rỡ thì khỏi đo, đỡ rỡ không cần, đỡ rỡ chẳng qua là tiêu chí phụ thôi, miễn nó có độ đẹp của nó đều được, được rồi. Còn một đỡ này em đừng nhắc tên tôi là không, cây rất là lớn. Không, bông tán nhìn bên dưới nhìn lên nha, cây này chừng cây nha này, thân rất là vót. Nếu anh em ở gần thì cứ tới vườn mình giao lưu cho nó rõ ràng nha anh em. Còn anh em ở xe thì nếu mà cảm thấy tin tưởng thì mình mạnh mẽ mình giao lưu, mình dặn lên đó. Mình đi vòng qua bên kia phần gốc đớ cũ nó cho mọi người xem bên này nè. Đấy, dàn chân đỡ rỡ nè. Đang bo cái mũ lưỡi trai bạn đang đầu đang đỡ cái này cho mình ướm chừng chút nữa. Thông cảm nha. Giờ không có gì để mà so sánh. Nó bự lắm. Bự cho béo lửa luôn ha anh em ha. Gốc đỡ rất là khủng nha anh em. Rồi ok. Rồi mình chuyển qua cây số 2 nha. Vườn bạn mình một vườn mai lớn ở đây nha. Bạn xài tay ra. Đó, rất là lớn so với form người. Bạn mình cao gần 1,8 m. Rồi đo chiều cao. Mà chắc cũng ngang cây kia rồi. Hai cây nó ngang nhau rồi. Giờ chính xác là mình phải đo hoành thân với lại phần cái cũ của nó là được rồi ha. Còn độ rộng tán với chiều cao nó tương đương với nhau, hai cây mình nhìn thực tế bên ngoài nó tương đương với nhau rồi, cùng lắm thì nó chênh lệch nhau một vài sen thôi. Thằng ở đây khoảng 37 bạn, 36 ừ tháng mình đo đúng không? 37 37. Rồi bạn đo cái cũ ấy, hoành cũ. Đo căng thước nha, kéo căng ra. Rồi, 45. Cụ 45. Rất là lớn. Ừ. Chậu này chậu chắc 80 hả bạn? 85. Hả? Tầm 80 chậu lọt lòng. Cái phần nạc.
Phần đế bên dưới dàn chân đế rỡ này, đế cái nó là 60 nha. Thôi được rồi. Đây là cái mạch hò nó này. Hò nó chùm chùm này. Đó, này không. Có ngày có đi ghép hay riêng bạn? Rồi, chú đi ra bán mai đó mà. Đâm xuống nụ rất đẹp. Hò nó chùm chùm này. Cuốn hoa ngắn. Rồi, mình cứ ngắm hoa đi, xíu nữa nó quay vô rồi mình sẽ hỏi nó thông tin về cái cây này nguồn gốc để cho anh em tham khảo. Tạm thời mình cứ ngắm hoa nha mọi người. Hoa đơm rất là nhiều lớp nha. Đây nó còn tươi nè, nhìn nó rõ không, nhụy cam nữa không, nhụy cam nhìn nó rõ. Hoa này thì nó không có thơm nha mọi người, không thơm, nó một nửa là có nhụy và một nửa là không nhụy nha mọi người nha. Đó. Giờ trưa nhiệt độ điện thoại ngoài trời nó nóng á, nóng cho nên cái hình ảnh nó hơi rung lắc tí nha. Nhiệt độ đây là cái đọt đỏ, dòng này đọt đỏ thường nha anh em, không phải quýt lông nha, đỏ thường. Rồi bạn báo giá cái cây hai cây này luôn bạn ơi. Cây mẹ số 1 kia là bao nhiêu vậy, báo giá hai cây đồng giá luôn. Rồi đồng giá nó to lên cho nếu mà anh em lấy một cặp thì 65 triệu. Rồi có nghĩa là đồng giá bán lẻ là 35 triệu một cây. Giá tại vườn không bao ship. Còn nếu mà anh em mua combo hai cây á là 60 đúng không? 65 triệu. Hai cây. À. Tưởng đâu mà giảm đâu mà sâu dữ vậy. Cây này là cây cúc rinh nha. Gặp mình giảm sâu lắm, giảm sâu rồi khoa bán luôn. Cái này cũng riêng đúng không? Cây số 1 nha. Còn đây cây số 2. Số 2. Cũng cây riêng luôn. Ừ. Mà... Rồi. Đó là chủ vườn nha mọi người nha. Đó. Thông số và giá cả ở trong video hết rồi, rõ ràng, công khai. Minh bạch, dân chủ, liêm chính, chí công vô tư. Rồi thì mình nói vui thôi cho anh em làm việc có căng thẳng thì đỡ mệt nhọc nha anh em. Chứ còn không phải là mình chỉ là một người bình thường thôi, chứ mình không phải là công nhân viên chức gì cao cấp đâu mà nói ra cái câu đó ha. Rồi thì nói vui nhưng mà giao lưu thiệt nha mọi người. Một cặp á là 65 triệu. Còn giá bán lẻ là đồng giá là 35 triệu một cây. Giá tại vườn không bao ship. Anh em nào có thiện chí giao lưu liên hệ hoặc là đến tận vườn của bạn mình tại quốc lộ 1A, đường tránh tuyến tránh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nha. Rồi xin chào ha.